mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tôi có quen một cái cô nhi viện ở Long Thành, cho một cái Nico quản lý. Cô nhi viện này coi gần 500 em mồ côi. Cô bảo tôi thách thức tất cả các bác sĩ nhi khoa nào, bác sĩ sản khoa nào đến tham quan của tôi. Tôi cho tất cả các em này toàn là ăn chay hết ha. Và không có trẻ em nào bị tay chân miệng hết. Mà trong khi mấy trẻ em này, cái cô nhi viện khác là bị tay chân miệng rất nhiều, vì cô nhi viện đó họ vẫn cho ăn mà. Vì ăn chay với ăn dưỡng sinh đó là cái sức đề kháng của bé rất là tốt, nó không bị tay chân miệng đó. Tôi thách thức tất cả bác sĩ nhi khoa nào hãy đến tham quan rồi nhìn tôi. Mà cái cô nhi viện của tôi đó là xài ít tiền nhất, vì tôi có quen hai cô nhi viện, xin lỗi tôi giấu tên, tôi muốn nói cho sự động chạm. Một cô nhi viện quận 2, tôi có lên, tôi có quan sát, tôi mới nói cô chủ trì đó, tôi bảo rằng là cô biết rằng là cái thịt cá trứng này nó không tốt cho trẻ em này, sao cô ăn? Bảo là bác sĩ ơi, thông cảm, người ta cho mình phải lấy chứ, người ta không cho mình lấy kỳ quá, nó cũng đỡ tiền chợ. Được con cá, được cái miếng thịt thì nó cũng đỡ tiền chợ chứ. Vì cô bác sĩ biết là cái tiền người ta cho cái cô nhi viện của tôi nó hàng hẹp lắm. Giờ tôi hỏi thật cô nhé, cô nói thật tôi đi. Cô mới nói thật rằng là cái chi phí y tế để chăm sóc các em bệnh hoạn ở đó, do ăn thịt ương cá thối và ăn thịt cái đó, nó chiếm 80% ngân sách của cái nhìn đi cô rồi. Giờ cho bao nhiêu cũng không đủ, các em bị bệnh này đi bệnh nọ. Trong khi cái cô mà cô nhi viện ở Long Thành á, cô hoàn toàn cho ăn chay, nó bảo là người tôi chỉ cần 1/10 số tiền của cái cô nhi viện đó thôi, rồi tôi đảm bảo đủ có nuôi em ăn học khỏe mạnh, thông minh. Quý vị thấy không? Cái này không cần phải chứng minh gì hết, cái này là người bệnh, là quý vị quan sát. Thành ra rõ ràng, nếu mà quý vị biết là từ cái răng, cái miệng mình, từ cái bộ máy tiêu hóa mình là ông trời tạo ra để cho mình là ăn rau củ quả chứ phải ăn thịt. Từ khi ăn thịt mới sinh ra bệnh hoạn như thế. Cái này tôi không nói nhiều, vì tất cả bác sĩ bây giờ tôi có sách vở ghi, tôi nói như thế thôi. Ha ha ha,